Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy." nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa vì tôi tớ không biết việc chủ làm nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì thầy nghe được nơi cha thầy thầy đã cho anh em biết không phải anh em đã chọn thầy nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Xin kính chào cộng đoàn. Ngày hôm nay chúng ta bước vào ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ năm mùa phục sinh. Lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 Ngài Chúa Giêsu đã thể hiện cái tình yêu của Ngài dành cho các môn đệ. Để rồi Ngài mời gọi các môn đệ đi sâu vào trong một cái tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã thể hiện một cách cụ thể, đó là không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Quả thực Lời nói của Chúa Giêsu không phải là một lời nói lý thuyết hay là một lời nói suông mà một lời nói sẵn sàng để hy sinh tính mạng vì bạn hữu, vì người mình yêu. Thứ nhất, ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ đến mức độ ngài chấp nhận hạ mình xuống ngang hàng với các môn đệ, được coi các môn đệ là bạn hữu mà như thánh Phaolô đã diễn tả trong thư Philip, ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang ngàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phạm nhân, sống như người trần thế, người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và là cái chết trên cây thập giá. Và như thế chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã yêu thương, yêu thương đến mức mà ngài đã phải chấp nhận hạ mình xuống để ngang hàng với nhân loại với con người và coi các môn đệ là bạn hữu. Hơn thế nữa, ngài không chỉ dừng lại ở trong việc là coi các môn đệ là bạn hữu để có một sự gần gũi, nhưng đi xa hơn đó là sẵn sàng hy sinh tính mạng. Mà cụ thể nhất Chúa Giêsu đã làm đó là chính cái chết trên thập giá. Ngài đã sẵn sàng mang lấy gánh lấy như lời của Thánh Phêrô đã nói, Ngài phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành. Và đó chính là cái tâm tình, tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho nhân loại, con người chúng ta đến mức độ Ngài hy sinh tính mạng để Ngài yêu chúng ta. Điều này có lẽ chúng ta chỉ cảm nhận được lời Chúa nói khi bậc làm cha làm mẹ yêu thương con cái hy sinh cho con cái như thế nào thì có lẽ đây chính là điều chúng ta thấm thiế nhất nói đến đây thì tôi nhớ đến một câu chuyện của một người phụ nữ chị ta là một người ngoại giáo sau khi sinh con thì mỗi ngày mỗi ngày chị chị đến thăm con trong cái lồng kính và theo như bác sĩ nói là em bé khó có thể sống được và có thể chết và chị nhìn thấy con của mình thương quá chị không biết làm sao được thì chị đến nghe người ta nói ở đâu đó có đức mẹ có nhà thờ hay làm phép lạ chị đã đến và cầu nguyện ở dưới chân tượng đức mẹ của một nhà thờ kia thì sau đó thì chị đã nói với đức mẹ rằng mẹ ơi xin mẹ hãy cứu con của con và nếu con của con được sống thì con sẵn sàng con thay thế cái mạng sống của con cho con của con và với tất cả bằng giọt nước mắt và lời cầu xin hết sức chân thành thì quả thực chị tha thiết kêu xin với đức mẹ làm sao cho một cuộc hoán chuyển này con của chị sẽ được sống và chị sẵn sàng để chết thay cho con của chị ai ngờ là qua ngày hôm sau các bác sĩ báo tin là em bé bắt đầu tự bú sữa được em bé bắt đầu có thể khỏe được rồi và chị mừng lắm chị mừng lắm và chị coi xem là Bây giờ chân tay của mình, con người của mình Có cái gì gọi là đau đớn hay không Nhưng cho đến khi em bé được xuất viện Em bé trở về khỏe mạnh Thì chị vẫn cứ khỏe mạnh Chị nói đây là một phép lạ Chúa đã làm Mặc dù là mình sẵn sàng để hy sinh cho con của mình Thay thế cái vị trí cho con của mình đó Nhưng mà Chúa còn yêu thương Chúa còn sẵn sàng đón nhận Cái lời cầu xin hơn cả cái ý nguyện mình xin nữa Chúa đã cho chị được khỏe mạnh Con của chị khỏe mạnh Và chị quyết định là chị theo đạo Vâng thưa quý ông bà anh chị em Đó là một câu chuyện Một người mẹ sẵn sàng Để hy sinh cho con của mình Cái câu chuyện đó Chúng ta cũng sẽ thấm thía Biết bao nhiêu những bậc làm cha làm mẹ Chúng ta cũng đã sẵn sàng hy sinh cho con của mình Bằng mồ hôi, bằng nước mắt Bằng sức khỏe, bằng Tất cả những gì mà mình có dành cho con cái thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào là tình thương của mình dành cho người mình yêu, sẵn sàng để hy sinh tính mạng của mình cho người mình yêu và đó chính là cái mà Chúa Giêsu ngày hôm nay ngài đã đến trong thế gian này để yêu thương và yêu thương cho đến cùng. Để rồi, ngài yêu thương đó không chỉ dừng dừng lại ở trong cái phạm vi để yêu thương yêu thương chúa và chúa yêu thương chúng ta rồi hy sinh cho chúa và chúa hy sinh cho chúng ta nhưng đi xa hơn đó là ngài cho chúng ta đó là chúng ta được tuyển chọn từ trước một tuyển chọn một cách đặc biệt để rồi chúng ta trong tình yêu đó nó được sinh hoa kết trái không phải anh em đã chọn thầy nhưng chính thầy đã chọn anh em để anh em ra đi xin được hoa trái và hoa trái của anh em được tồn tại hầu tất cả những gì anh em xin cùng chúa cha nhân danh thầy thì người sẽ ban cho anh em được tuyển chọn để rồi chúng ta tuyển chọn trong tình yêu chúng ta ra đi để mang lại một sức sống một sức sống dồi dào xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời chúa ngày hôm nay nhận ra được giá trị tình yêu mà thiên chúa dành cho chúng ta để rồi chúng ta đáp trả lại cái tình yêu đó bằng tất cả những việc làm của chúng ta mang lại một ý nghĩa một giá trị cho mình và cho anh chị em của chúng ta đó chính là hoa trái mà chúa muốn chúng ta được thực hiện trong chính cuộc sống của mình và nó sẽ tồn tại cho đến muôn đời amen